Chào anh em, hôm nay mình có ít máy lên cho anh em mình tham khảo nha. Nay cuối cuối tuần rồi, chúc tất cả các anh em cuối tuần bên người thân vui vẻ nha. Nay mình có ít máy lên cho anh em mình xem giải trí. Anh em thấy ưng ý kỳ nào thì alo mình, số điện thoại mình phần mô tả dưới nghe anh em. Kênh bên mình bán thì anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship, còn anh em dàn cọc thì anh em chịu tiền ship nha. Dàn cọc có thể dịch theo, dịch theo thì tùy theo muốn hàng nặng nhẹ. Đây đầu tiên là một cái cắt sắt đây anh em, đây cắt sắt cái hiệu của nó đây. Toàn bộ cái máy này là bằng nhôm anh em, nó cực kỳ luôn. Đây toàn bộ bằng nhôm hết luôn anh em, máy này phải nói là đây anh em, nói chung nó là như vậy là anh em sợ cái đừng có nó mà hư mà mục gì nữa, anh em nó vậy rồi luôn á, phải nó quá cực kỳ. Mitachi điện 100V 50-60 Hz, 4.000 vòng trên phút, lưỡi của nó là lưỡi 305 nha anh em, Tokyo ra băng. Ngàn 400W nha anh em. Đây tiếp máy cho anh em xem nha. Đây là toàn bộ là nhôm không, được cái này quá quá đỉnh rồi anh em. Tô đồ đầy đủ nha anh em, tô đồ đầy đủ. Này toàn bộ nhôm không, nhìn thấy rất thích anh em, đúng là đồ cổ luôn đây, đồ nội địa, đúng đồ nội địa cổ luôn. Cây số 1 triệu 3 nha anh em, đây cây số 1 1 triệu 3. Đây cây số 2 cũng là một cây nó đây nè, toàn bộ là nhôm không, SDK chỗ này hiểu SDK. Đây nó như này anh L80B gì đây, SDK Hirohima ra băng, là cũng như cây kia thôi anh em, 4.000 vòng trên phút, lưỡi của nó là lưỡi 305 điện 100V. Đây này nó không có dây xích mà cái này nó dặn này nha anh em. Đây nâng lên nâng xuống bằng cái này. Đây. Đây nè. Anh em muốn nó dặn lại. Còn cái kia là dây xích. Đây eto của lụa của nó, cây này phải nói là cực kỳ luôn nha anh em. Cực kỳ luôn. Xây quan trọng nữa cho anh em xem đây. Toàn bộ là nhôm không nha anh em. Mặt này nhôm luôn nè, nhôm không nha anh em. Quá đỉnh luôn á. Mấy cây này thôi rồi là không có nói mà cũ nữa, vậy luôn là vậy luôn rồi, không còn cũ, muốn cũ nữa cũng không cũ nữa. Đây anh em, đây cây số 2 đây anh em, 1 triệu 3 nghe anh em. Cái số 2 triệu 3. Cái số 1, số 2 đều như nhau nha, toàn bộ nhôm hết. Cái cây số 3 đây nè. Đây một cây chưa Hitachi. Xây được hai bên nha anh em. Đây, xây được hai bên, 45 độ hai bên. Hitachi điện 100V 1050W, lưỡi của nó là 216 nha anh em. Đây mình bán giá tốt cho anh em luôn. Đây
có thắng có thắng ngon lành nha anh em. Cây số 3 1,2 triệu nha anh em, nay mình bán giá tốt nha, 1,2 triệu. Cây số 4 là một cây cắt gạch đây, một cây cắt gạch Makita điện 100V 1400W. Đây lưỡi của nó đây nè, đây. Đây bán giá là giá tốt luôn. Đây số 4 600 nha anh em. 600. Quá tốt rồi nha anh em. Cây số 5 là một cây cắt con Hitachi anh em, con Hitachi cây số 5 500 nha anh em, 500. Giá này là anh em không còn gì mà không alo nha anh em. Cây số 6 là một chà nhám đây anh em, đây có ống đựng bụi đây 100V 520W đây anh em. Cây số 6 500 nha anh em. Cây số 6 500. Cây số 7 là một cây xích, cây xích Makita điện 100V 1300W lam 40 nha anh em. Lam 40 đây, lưỡi của nó đây, lam 40 nè, mình bán giá tốt luôn nè, nay mình xả luôn, xả kho đây anh em. Cây số 7 800 nha anh em. Đây tiếp theo là một cây Bedlecker của Mỹ đây nè, lưỡi của nó là lưỡi 210 50 đến 60 hạt điện 100V 16A nha anh em, cái A này đỉnh luôn á, nay mình bán giá tốt luôn đây anh em. Cây bán giá này tốt nè anh em, 800. Cây số 8 800 nha anh em. Cây số 9 là một cây trà đây nè, một cây trà đây, trà nó bằng dây cua ro nha anh em, đây dây cua ro đây, đây nhưng ngoài này nó có đồ trà đây anh em, có sẵn luôn. Cái này anh em muốn cần làm cưa xích thì tháo này ra, gắn lưỡi cưa xích vô là làm cái lưỡi cưa xích, gắn lam vô đây, mình lật lên cho anh em thấy luôn. Cái số 9 800 nha anh em.
số 10 là một cây vít Makita 400W điện 100V cho anh em. Đây đảo chiều nó đây anh em. Quá ok. Cây này phải nói đẹp nha anh em. Cây số 10 600. Cây số 11 đây vít đục chía đây anh em. W điện 100V. Đây anh em. Có thắng nha anh em, cây con này có thắng nha. Đảo chiều đây anh em. Ok. Đục chía đây anh em. Tem rồi còn nguyên luôn nha anh em. Cây số 11 600. Cây số 12 là một cây cưa thân dọc nha anh em. Cưa thân dọc này nó chưa, nó không có lưỡi. Khi anh em mua mình gắn cái lưỡi vô cho nha. Cái này là mình tép nha. Nãy mình quên gắn lưỡi cái này ấy rồi, mình gắn lưỡi vô nha anh em. Cưa thân dọc số 12 450 nghe anh em. 450 mình sẽ gắn lưỡi vô nha. Số 13 là một cây cưa thân dọc đây anh em, Makita 425 điện 100V 670W. Đây anh em. Số 13 550 nghe anh em. 550. Số 14 là cây đấm bóp đây anh em, mình bán giá tốt cho anh em đây. Nhức mỏi tê bại gì đây, về là giải nhiệt liền anh em. Nó có hai cấp nha anh em, cấp nhanh nữa nha, nó hai cấp đây, chậm hơn đây. Số 14 550 nghe anh em. Quá tốt rồi nghe anh em. Giá này còn gì nữa. Móc điện thoại lên alo liền. Mình nhanh tay, người nào nhanh tay được nha. Mình cũng lên bán này nói chung là cũng tất cả anh em chứ không riêng ai. Tiếp theo là một cây cưa Shinawa. Tem tiếp thì nó không còn nghe anh em. Shinawa thì anh em hiểu rồi. Đây. Lưỡi của nó đây. Nó có đồ đựng bụi đây nè. Nghe tiếng chạy phải nói là rất là ok nghe anh em. Số 15 550 nghe anh em. Số 16 là một cây cắt sắt đây nè. Đây cắt sắt luôn thì để vô cái này, còn đây bên đây là hai cái sắt tròn đây anh em. Sắt tròn. Đây nó có lưỡi cắt sắt sẵn luôn nha anh em. Còn anh em nào mà hàng tàu hàng ghe gì mà có cái đường đó mà hơi không bằng thẳng thì đây, anh em để xuống vậy mà cái là thẳng ra. Không có cao thấp được, không có nhô cao hơn được. Phá bằng đó anh em. Phá bằng đường sắt hàng. Anh em. Thank you.
cho số 16 500 nghe anh em. Số 16 500. Cái số 17 là một cây cấp thân dọc đây anh em, thân dọc có cái thùng đựng bụi, có hộp đựng bụi Shinawa. Đây lưỡi của nó đây anh em. Lưỡi nó là lưỡi này, lưỡi này nói chung là lưỡi này cũng hư rồi anh em. Lưỡi đó mình không tính đi bỏ đi. Tính bỏ cái lưỡi luôn. Rồi. Số 17 450 nghe anh em, 450. Giá cực kỳ tốt rồi anh em ơi, không còn gì nữa. Anh em nào nhanh tay được nha. Đây tiếp theo một cái sủi đây nè. Mình hạ giá cho anh em xài luôn cái sủi. Cho anh em. Số 18 500 nghe anh em. Số 18 550. Lộn. 550 nghe anh em. Đây cái số 19 đây. Số 19 là một cây phan. Đây nè. Qua chế độ phan bê tông đây nè, chẳng qua là bê tông đây. Nội đồng tối đá cây này nhìn xấu xấu chứ là nó rất là đỉnh nha anh em. Số 19 400. Tiếp theo là cây máy mài đây anh em. Ghim điện kêu lên coi. Đây máy mài. Mài Hitachi. Điện 200V. Điện 200V. Nó 400W nha anh em. Điện 200V 400W. Đây anh em. 200V là xài điện 220 mình đó nha anh em. Đây giờ mình ghim điểm 220 đây. Máy chạy cực kỳ đỉnh luôn. Phải nói là im ru luôn anh em. Cái kêu này là tại miếng giấy mình lót dưới này nè, nó rè rè anh em. Thấy nó cực kỳ. Đá của nó là đá 205 nha anh em. Đá của nó là 205. 400W. Kênh của nó là thôi khỏi nói rồi anh em. Rồi cây số 20 này 2,5 triệu nha anh em. Số 20 2,5 triệu. Hơi clip mình nay có nhiều món hàng đó anh em. Anh em thấy ưng ý cái nào thì alo mình, số điện thoại mình phần dưới nha. Tôi cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Chào anh em. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, mình có động lực lên clip thường xuyên hơn anh em. Tôi cảm ơn anh em rất nhiều. Chào.